tập tiếp theo của Cười Xuyên Việt tiếp tục là sự ra mắt của ba thí sinh còn lại với chủ đề Cuộc Đời Tôi. Bảo Bảo biến hóa kỳ ảo với tuồng cổ, Vi Vân với sự trở lại nhiều đam mê, Mậu Đạt thật khác khi không là Lô Tô cùng với dàn giám khảo và ban giải trí vô cùng chất lượng. Ban giám khảo nghệ sĩ Minh Nhí và nghệ sĩ Kiều Anh. Ban giải trí với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ Nam Thư, Gia Bảo, Dương Lâm, Nguyễn Anh Tú. Đón xem tập 2 Cười Xuyên Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Cười Xuyên Việt, cười trên từng cây số.